xác định trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu đi lại vui chơi của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an trong tỉnh Đồng Nai đã và đang chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp xử lý những vấn đề có thể nảy sinh, quyết tâm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Để chủ động giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, công an các huyện, thành phố đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, cương quyết ngăn chặn xử lý, trấn áp các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng dịp nghỉ lễ, có các thủ đoạn kích động, tụ tập gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Lấy công an là lực lượng nòng cốt, sẽ phối hợp với các lực lượng phòng chống tội phạm của huyện như là lực lượng 1102 do Ủy ban Nhân dân huyện thành lập. Đồng thời, công an huyện cũng đã tham mưu huyện ủy ban hành cái kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, và đặc biệt là sẽ đảm bảo cho người dân được vui chơi an toàn, vui chơi và nghỉ ngơi trong những dịp lễ này. Đảng ủy, ban lãnh đạo công an huyện Nhân Trạch đã xây dựng kế hoạch triển khai ra quân và chỉ đạo sát sao đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an huyện Nhân Trạch là lực lượng chủ công, và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hệ thống chính trị cùng tham gia vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Là nơi tập trung đông người sinh sống và làm việc, trong đó có rất nhiều dân nhập cư. Dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp. Các đối tượng bất hảo lợi dụng dịp lễ 2 tháng 9 trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cùng với công an các huyện, công an thành phố Biên Hòa cũng chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, kiểm tra, nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai tất cả các cái biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, xử lý tình hình ngay từ ban đầu, đảm bảo làm sao các cái tình hình an ninh trật tự tại các cái địa phương, tại các cái địa bàn được là ổn định. Cái thứ hai là lực lượng công an cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân để là quần chúng nhân dân ý thức được, nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng với sự chủ động tích cực triển khai nhiệm vụ của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, đón một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.